Cái bài đây sẽ là bài tiếp theo của mình, bài đây là bài 13. Rồi, đầu tiên để mà mình làm được cái bài đây á, nhanh gọn lẹ nhất á, là mình sẽ vẽ, rồi mình ít chút ra, ví dụ như vẽ cái thằng đây nè, rồi ít chút ra 150 nè. Đó, rồi còn cái đầu đây đó nó mình cắt nó sau, mình cắt mình bo gì đó là xử lý sau là nhanh nhất. Rồi giờ mình vẽ cái hình đây đi, cho mình ít chút ra là 150 nè, cho nó xong được cái bên dạng bên hông, rồi bắt đầu mình xử lý cái hình này sau. Rồi đầu tiên là mình sẽ tạo thành chữ kép. Rồi đây bao nhiêu, từ đây lên bao nhiêu, rồi chào khổ vậy này, này thì cộng trừ rồi 150. Ok, giờ mình bóc chút xíu nè, 150 nè, ra nè, xuống nè, vô nè, có cái cung nè, rồi sao cung rồi khoảng đứng xuống dùng vô nè, cái cung tới đây là nó thẳng xuống xíu nha, chứ không phải là nó cung vừa tới đây luôn đâu, thẳng chút xíu đó vô. Rồi rồi mình ghi kích thước chút xíu để cho nó tỷ lệ lại nè, mình ghi phần lớn chứ là 260 đây, chứ là 260 để mấy kia nó tỷ lệ lại thôi, không có gì hết. Rồi thằng này á là từ trên này xuống là 100 nè, thấy không, cộng cho R50 nó là nhiêu, 150. Rồi 25, 45, 15, 25, 45, 15, 150, 30. Đó, thành đen là được. Rồi tiếp tục là mình sẽ ít trước ra, ít lên đây nha. Giữa là ngày bao nhiêu, 150 nè, à đó. Rồi sẵn tiện là đục mấy lỗ cái này luôn đi. Này, này. Cái nó mình bị rơ qua hai này là cho bằng nhau nè, là dưới này là nằm ngang nè đó. Rồi ghi kích thước phi 30 nha, tám lăm, 70 với lại 45. Xuống luôn, đi xuống luôn. Trong khi lấy chậm phơi giờ không, rồi mình cắt cái lỗ này với mình cắt cái thằng này là được rồi. Rồi ok, giờ mình đầu tiên mình xử lý thằng dưới này trước đi, thằng này nè, coi nó nè, delete à, lát nữa mình delete xong không ảnh hưởng gì. Này 45, 45 nè, có một cung tròn rồi,
này với này là phải thẳng với nhau đó. Rồi, mirror cái đấy đó. Rồi, này bóc kính luôn, không là mình bóc kính ở dưới cũng được, không ảnh hưởng gì. Trăm ba 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 lăm là ba lăm lăm. Này này là cú sốc nè. Rồi bắt đầu mình cắt luôn ha, thì đổi lại chút xíu. Thằng này gọi là thằng được miếng đất. Đấy, thằng này mình cắt. Rồi, việc của mình là cắt thôi thôi. Rồi đó, là mình đã có được cái viên dạng này rồi. Bắt đầu mình cắt xéo thằng này lên nè, cắt xéo thằng cung R45 này lên nè. Một góc là 25 độ. Ok. Thì đầu tiên mình cứ vẽ một cái vòng tròn trước đây. R45 90. Rồi được chưa? Mấy chữ cái. Rồi mình chọn cái bề mặt chính giữa đây nè. Mình vẽ một cái đường line lên với góc 25 độ. Mà không biết nha, tôi bị đà lên nhiều chứ lên ở cái góc này nè. À làm đó, rồi còn cái này nó sẽ dính với lại cái vòng tròn này đó, còn dài ra bao nhiêu thì cứ kéo thoải mái đó. Để chi để mình khi mà mình sử dụng lệnh cắt á, mình sẽ lấy cái đường thẳng này làm cái đường chuẩn, cắt theo nó, cắt theo cái đường dẫn này đó. Dạ. Cắt theo cái đường dẫn mình nghĩ sẵn á. Rồi, là xong được cái biên dạng này rồi. Vì của mình còn lại là fillet 15 hai bên nữa là xong. Rồi, sử dụng cái là fillet luôn. 15. Rồi đó, là xong được cái bài của mình rồi. Ok. Rồi mình coi sơ lại coi thử nó còn có yêu cầu gì khác không. Rồi nếu không vậy này bài gì mình là đã hoàn thành. Đó, đây là sẽ là bài 12 của mình. Ok. Rồi.